bệnh nhân tăng huyết áp, chúng ta rất cần thiết phải đánh giá các yếu tố nguy cơ tim mạch đi kèm. Những yếu tố nguy cơ tim mạch đi kèm thường là gì? Tuổi cao, người ta xác định là nam mà trên 55 tuổi, nữ trên 65 tuổi. Đấy là cái yếu tố nguy cơ tim mạch. Hoặc là trong tiền sử gia đình đã có những người thân mắc bệnh tim mạch sớm là một yếu tố nguy cơ tim mạch. Hoặc là trên đối tượng đó có hút thuốc lá hay là thuốc lào, uống nhiều rượu bia, ít hoạt động thể lực, có các cái stress và các cái căng thẳng về tâm lý. Chế độ ăn thì quá nhiều muối, thường có cái thói quen là ăn mặn, khẩu phần ăn thì rất là ít rau quả. Hoặc là những bệnh nhân thừa cân, béo phì, béo bụng. Hoặc là khi xét nghiệm có rối loạn về lipid ở trong máu, có tiểu sử đái tháo đường. Hoặc là xét nghiệm nước tiểu có microalbumin niệu hay là mức lọc cầu thận ước tính là dưới 60ml trong một phút. Thì đấy là những yếu tố nguy cơ tim mạch cơ bản mà chúng ta cần kiểm tra ở các cái bệnh nhân có tăng huyết áp. Sau khi mà chúng ta biết được cái con số huyết áp của người bệnh, chúng ta biết được các cái yếu tố nguy cơ đi kèm, thì thường người ta tiến hành cái gọi là phân tầng các nguy cơ ở bệnh nhân tăng huyết áp. Chúng ta biết là lúc trước chúng ta chỉ quan tâm đến cái con số huyết áp thôi, nhưng bây giờ người ta thấy là phân tầng nguy cơ đó vừa căn cứ vào cái số đo huyết áp, vừa căn cứ vào các yếu tố nguy cơ đi kèm. Tôi lấy ví dụ như thậm chí huyết áp ở đây có thể bình thường nằm trong khoảng 120-129, huyết áp trung chương là 80-84 chẳng hạn, nhưng mà bệnh nhân đã có biến cố hoặc có bệnh tim mạch hoặc là có bệnh thận mãn tính thì người ta đã xếp vào cái nguy cơ là nguy cơ rất cao rồi. Ở trong cái bảng này chúng ta sẽ thấy người ta chia ra là nguy cơ thấp, nguy cơ trung bình, nguy cơ cao và các cái nguy cơ rất cao. Bây giờ trở lại vấn đề, với bệnh nhân tăng huyết áp như thế thì cái nguyên tắc điều trị đối với tăng huyết áp là gì? Thì chúng ta cần chú ý thế này. Tăng huyết áp là một cái bệnh mạn tính, do đó cần theo dõi và nhất là điều trị một cách liên tục, lâu dài. Cái này thì kể cả thầy thuốc cần phải nắm vững để mà làm thế nào chúng ta giải thích, chúng ta giảng giải để cho người bệnh người ta hiểu cái vấn đề mà theo dõi và điều trị cái tăng huyết áp đó, nhất là điều trị phải có tiến hành một cách liên tục và lâu dài. Khi điều trị tăng huyết áp thì cần phải đạt được cái con số người ta gọi là huyết áp mục tiêu và giảm tối đa tất cả các yếu tố nguy cơ tim mạch. Thì có hai khâu: huyết áp thì phải đạt huyết áp mục tiêu và các yếu tố nguy cơ tim mạch thì phải giảm thiểu tối đa. Huyết áp thế nào gọi là huyết áp mục tiêu cần đạt? Huyết áp mục tiêu cần đạt nghĩa là con số huyết áp cần dưới 140/90 mm thủy ngân, hoặc là có thể thấp hơn nếu người bệnh vẫn dung nạp được cái con số huyết áp đó. Nếu như bệnh nhân có tiểu đường, đái tháo đường đấy, hoặc là nguy cơ tim mạch cao hay rất cao, hoặc là khi đã có các biến chứng đó, ví dụ như gì, như là đã bị tai biến mạch não rồi, đã bị nhồi máu cơ tim, suy thận, hay là đã có protein ở trong nước tiểu rồi, thì huyết áp mục tiêu cần đạt phải là dưới, thấp hơn là dưới 130/80 mm thủy ngân. Một cái nguyên tắc nữa chúng ta cần chú ý trong lúc điều trị tăng huyết áp, đó là điều trị tăng huyết áp cần hết sức tích cực ở các bệnh nhân đã có các tổn thương của các cái cơ van đích. Chú ý trong điều trị nó cũng như là một cái nghệ thuật, thì không nên là hạ huyết áp một cách quá nhanh. Vì sao? Khi hạ huyết áp quá nhanh như thế thì dễ xảy ra các biến chứng thiếu máu các cơ quan đích, trừ những trường hợp là các tình huống cấp cứu huyết áp quá cao thì chúng ta cần phải điều chỉnh con số huyết áp xuống nhanh hơn. Rất cần một vấn đề là tư vấn tốt để bệnh nhân người ta vừa tích cực thay đổi cái lối sống, người ta vừa có một cái điều trị đúng đắn, điều trị theo đúng phác đồ mà các thầy thuốc, nhất là các thầy thuốc chuyên khoa đã hướng dẫn cho. Bây giờ việc điều trị tăng huyết áp tại tất cả các cái tuyến cơ sở thì thường người ta phải tiến hành theo 4 các cái bước như sau. Bước thứ nhất, tức là người ta đánh giá cái nguy cơ tim mạch tổng thể. Trong cái bước này, trước hết là phải đo huyết áp theo đúng cái quy trình chuẩn ở cả hai bên của cánh tay. Sau đó chúng ta phát hiện tất cả các yếu tố nguy cơ về tim mạch khác. Ví dụ, tiền sử đã có đột quỵ hay là tiểu đường, hoặc là rối loạn lipid máu, hoặc là tuổi của bệnh nhân, nhất là nam trên 55, nữ trên 65. Vấn đề thứ ba, có quá cân hay là béo phì hay là béo bụng không. Vấn đề thứ tư, bệnh nhân này có hút thuốc lá, hút thuốc lào hay không. Bệnh nhân có uống quá nhiều rượu bia hay không, có phải là cái đối tượng lười vận động
không? Tiền sử gia đình người ta có những bệnh, người mắc bệnh tim mạch sớm không? Rồi chế độ ăn của người ta thường là ăn mặn, ít rau quả, hoặc là ăn quá nhiều các chất béo động vật, các thực phẩm có quá nhiều cholesterol. Chúng ta cần phải đầu tiên là đánh giá các yếu tố nguy cơ tim mạch tổng thể. Bước thứ hai là chúng ta cần xác định cái độ tăng huyết áp và cái chiến lược điều trị. Ở trong cái khâu này chúng ta biết là huyết áp tối ưu hoặc huyết áp bình thường, người ta gọi là khi huyết áp dưới 130 trên huyết áp tối thiểu là dưới 85 mmHg ngân. Thì ở cái giai đoạn này thường chúng ta giáo dục truyền thông chung về sức khỏe và cái lối sống tích cực, khuyến khích theo dõi huyết áp ổn định định kỳ theo định kỳ hàng năm. Cái khâu thứ hai là người ta gọi khi huyết áp 130-139 trên 85-89, người ta gọi là tiền tăng huyết áp thì nguy cơ thấp. Thì vấn đề tư vấn giáo dục truyền thông về tăng huyết áp và các yếu tố nguy cơ tim mạch, bệnh nhân được theo dõi huyết áp hàng tuần và đánh giá lại sau 3 tháng. Khi huyết áp từ 140-159 trên 90-99 mmHg, người ta thường xếp là tăng huyết áp độ 1 với cái nguy cơ là trung bình. Thì lúc này thái độ chúng ta là gì? Tích cực thay đổi lối sống và hạn chế các yếu tố nguy cơ trong vòng 3 tháng. Sau đó chúng ta theo dõi lại huyết áp hàng tuần, đánh giá lại hàng tháng và nếu cần phải điều trị thuốc ngay nếu đã có tổn thương các cơ quan đích, ví dụ tim, não, thận, mắt v.v. đã có ảnh hưởng đến các cái cơ quan này. Với huyết áp từ 160-179 và huyết áp tối thiểu từ 100-109 mmHg, người ta gọi là tăng huyết áp độ 2, thường những bệnh nhân đó cái nguy cơ ở mức trung bình và cao. Thì phải kết hợp vừa thay đổi lối sống, kiểm soát tốt tất cả các yếu tố nguy cơ và điều trị thuốc hạ áp, theo dõi huyết áp hàng ngày, đánh giá lại hàng tháng. Khi huyết áp đã lớn hơn bằng 180 và hoặc cái huyết áp tối thiểu lớn bằng 110 mmHg, người ta gọi là tăng huyết áp độ 3, tức là ở đây thường là nguy cơ cao và rất cao. Thì phải tiến hành vừa thay đổi lối sống, vừa kiểm soát các yếu tố nguy cơ, vừa điều trị các thuốc hạ áp. Đồng thời, nếu cần, chúng ta phải khám thêm các cái chuyên khoa tim mạch hoặc đến khám ở các bệnh viện tuyến trên nếu cần trong các trường hợp khó, nhất là cái trường hợp mà tăng huyết áp ta không